Mở đầu phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra lý lịch của các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng Internet. Bốn bị cáo được dư luận đặc biệt quan tâm gồm Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao CNC, Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến VTC Online, Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bị cáo có mấy con? Ba con. Con lớn của bị cáo, con lớn nhất sinh năm nào? 1987 hay là 1988, bị cáo có nhớ chính xác? 1988. Con nhỏ nhất của bị cáo sinh năm nào? 1997. Bị cáo bị cơ quan chức năng nào xử phạt với lỗi hành chính chưa? Dạ chưa lần nào. Bị tòa đưa xét xử chưa? Dạ chưa có lần nào. Trong vụ án này thì bị cáo bị bắt từ thời điểm nào? Và bị bắt ngày 6 tháng 4 năm 1998. Bị cáo bị bắt từ ngày 6 tháng 4 năm 2018 đến nay đúng không? 2018. Theo cáo trạng, bị cáo Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản trái nguyên tắc cho phép Nguyễn Văn Dương hợp thức công khai game bài để tổ chức đánh bạc. Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC thuê lại chính trụ sở của mình để vận hành hệ thống đánh bạc. Bị cáo Phan Văn Vĩnh còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho công ty CNC tiếp tục tổ vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip Club và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa được các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ để cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ hoạt động trong thời gian dài. Trong đó, Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực.